Xin chào quý anh chị ha. Hôm nay mình sẽ cập nhật cái tiến độ xây dựng những căn nhà mới ở trong cái dự án HUD9 thuộc nằm trong tổng thể thành phố mới Nhân Trạch ha. Ở vị trí của cái dự án HUD9 này thì mình để trên màn hình ha. Nó nằm ngay giữa góc đường Nguyễn Văn Cừ và đường Lê Hồng Phong. Phía bắc nó giáp với dự án Sunflower 150 ha, phía đông nó giáp với lại dự án xây dựng Hà Nội cũng 150 ha. Phía nam nó giáp với lại bên phía tay trái đó quý chị, phía nam nó giáp với lại cái tái định cư Phước An 44 ha. Cái khu HUD9 này thì do tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD làm chủ đầu tư. Nó được triển khai cách đây khoảng độ hơn 10 năm rồi quý chị, tổng là khoảng độ 50 ha. Hầu hết cái số nền đất ở trong cái dự án HUD9 này thì nó đều là những cái hợp đồng chưa có sổ chị ạ, mà là hợp đồng góp vốn xây dựng nhà ở hình thành trong tương lai thôi. Những cái căn nhà mới xây ở đây thì cũng rất là nhiều, hiện đã và đang xây dựng. Trong khoảng 2 năm nay thì cũng rất nhiều căn nhà đang xây và đã hoàn thiện, và cũng hiện tại thì có khoảng độ hơn chục căn đang là xây, đúng không chị, đang là xây phần thô trên màn hình quý chị có nhìn thấy rõ là bên tay phải. Cái khu HUD9 này thì mình phải xây nhà xong thì mới được hoàn công và ra sổ ha. Có nghĩa là khi mình mua nhà mình phải nộp tiền cho chủ đầu tư khoảng độ hơn 1 tỷ để người ta xây cái căn nhà, những cái căn nhà mà như trên màn hình đó chị, mẫu của nó là 1 trệt 2 lầu. Phía trước có sân để xe và phía sau có lối thoát hiểm ha. Lối thoát hiểm là 2 mét phía sau, và mật độ xây dựng khoảng độ 68-70% cái diện tích đất quý chị ha. Đây là mặt tiền đường Lê Hồng Phong này. Dự án HUD9 này thì có vị trí rất là đẹp, hạ tầng cũng còn rất là tốt ha. Nó nằm ở mặt tiền Lê Hồng Phong và mặt tiền Nguyễn Văn Cừ luôn á. Một căn 1 trệt 2 lầu thì mình đóng cho chủ đầu tư khoảng độ 1 tỷ 2 đến 1 tỷ 3. Người ta sẽ xây dựng hoàn thiện phần ngoại thất và nội thất thì là phần thô thôi, cái chị mình sẽ về hoàn thiện thêm bên trong. Nhưng đó, những căn nhà bên phía tay phải của cái chị người ta đang xây, có một số căn cũng đã hoàn thiện rồi. Nhưng mà nguyên block xây xong thì người ta mới cấp sổ nguyên block, chứ còn người ta không cấp sổ từng nền đâu quý chị. Có nghĩa là phải đợi chờ đấy. Khi xây xong nhà rồi còn phải đợi thêm thời gian để người ta, để chủ đầu tư hoàn công và ra sổ. Đấy là cũng chưa xác định thời gian nào để đã được sổ đâu quý chị. Nhà mẫu nhà thì đẹp và hiện đại rồi. Đường xá còn tốt, cây xanh, vỉa hè đều đẹp ha. Nó sát đây khu tái định cư Phước An, ở khu tái định cư 44 ha, đó là buổi tối người ta thắp đèn hết rồi. Khu vực này thì buổi tối chưa được thắp đèn, mấy cái bóng đèn đường này chưa thắp sáng buổi tối đâu. Giá của cái khu vực này thì loanh quanh tầm 600-700 triệu một nền, ngang 5, ngang 6, ngang 7 ha. Có một số nền biệt thự ngang 15 nữa. Giá cũng còn rẻ, quan trọng là mình phải đóng thêm tiền để chủ đầu tư xây dựng. Và chưa biết khi nào mới ra được sổ với chị ạ. Xây ở khu vực này thì là tốt đấy. Còn để mà đầu tư thì phải xem xét lại với chị ạ. Khu vực này thì giá còn rẻ vì nó chưa có sổ mà. Mặt tiền Lê Hồng Phong nó cũng loanh quanh 2 tỷ thôi. Ở bên trong đây thì ở bên những cái trục đường nhỏ hơn thì nó loanh quanh 600-700 triệu một mét một nền. Khoảng 600-700 triệu một mét vuông nữa quý chị ha. Người ta xây để người ta ra sổ. Vị trí quan tâm đầu tư khu vực dự án HUD xây dựng Hà Nội Thành Hưng Eco Sun và HUD9 này thì liên hệ mình ha. Mình sẽ tư vấn thêm về phần pháp lý cho anh chị tham khảo quyết định đầu tư. Khu vực này chưa sổ, còn những cái dự án khác quanh đây thì cũng đa số là cũng có sổ rồi đấy quý chị ha. Xin chào, hẹn lại chị các video sau. Cảm ơn quý chị đã theo dõi video ạ.